Hello, chào nhà các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái đang đứng nấu cơm này. Hãy cùng tô với mình nha. Chú mèo ngồi bên cạnh. Chú mèo này mình tô màu vàng. Nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới. Mình sẽ sưu tầm hướng dẫn các bạn tô tiếp nha. Bye bye.